Thưa quý vị, chiêu thức mạo danh cán bộ có thẩm quyền để đe dọa lừa đảo người dân đã có từ lâu và được các cơ quan chức năng cảnh báo cũng như là khuyến cáo rất nhiều. Đáng nói là thời gian gần đây, loại tội phạm này lại đang có xu hướng chuyển địa bàn lừa đảo về vùng nông thôn miền núi, nơi nhiều người dân nhẹ dạ cả tin và còn thiếu cảnh giác. Và mới đây nhất là vụ việc xảy ra tại tỉnh Bắc Cạn, thưa quý vị. Nghỉ hưu đã lâu, những ngày gần đây, ông Phạm bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người lạ. Đối tượng cũng tự xưng làm việc ở Bộ Công an và thông báo ông Phạm có liên quan đến một vụ án lớn. Đối tượng liên tục gọi điện đe dọa và yêu cầu ông Phạm chuyển tiền để giải quyết vụ việc. Tôi với lại phát hiện ra thì là điện cho các cơ quan có lên nhà trực tiếp xem xét và để xem giải quyết giúp đỡ cái vụ việc như thế. Vâng, thì từ đấy đến nay thì nó cũng không điện gì cả trở lại nữa. Thì nói chung là cũng chưa chuyển tiền và không thiệt hại gì tài sản của gia đình hay cả tiền của gia đình cả. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn, từ năm 2017 đến nay, địa phương này xảy ra hàng chục vụ, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có một trường hợp, nạn nhân sau khi bị đối tượng lừa đảo gọi điện đe dọa đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho chúng. Tất cả những vụ việc này đều diễn ra theo kịch bản là đối tượng lừa đảo gọi điện cho bị hại, tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Cái này là các đối tượng lợi dụng cái lòng tin cũng như cái sự sợ hãi của nhân dân, dẫn tới là đối tượng có thể là đưa những hình ảnh các quyết định của các cơ quan viện kiểm sát, công an đề nghị truy tố mà có cái tên người dân, đối tượng điền tên người dân vào, và các cái dấu đó thì thật ra nó là những cái dấu giả mạo để đối tượng để dọa cũng như chiếm đoạt cái lòng tin của người dân. Ở những thôn bản vùng sâu vùng xa, do nhận thức một số người còn hạn chế nên tội phạm lừa đảo thường tìm hiểu về cuộc sống, công việc của họ để đe dọa. Nhiều người thiếu cảnh giác đã mất tiền. Từ đây, việc tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cũng như phổ biến về cách thức lừa đảo là việc cần làm ngay để giảm thiểu những trường hợp lừa đảo xảy ra.